Rihanna, tránh xa cậu ta ra. Nhưng mà tránh xa nhanh lên. Cậu là ai vậy? Ta, Paul đã cứu mạng con đó. Con bị té xuống sông, không có bạn ấy thì con đã chết đuối rồi. Cho bạn ấy ở đây mấy bữa được không ba? Không được, mẹ không thích có người lạ ở trong nhà của chúng ta chút nào hết. Kẻ nào đây? Bộ phim Vùng Đất Thủ Lĩnh Rồng tập 4. Ngươi tên là gì? Ngươi từ đâu tới? Anh ấy tên là Paul. Là anh họ của tôi đó. À đúng rồi đó. Lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp lại nó. Ngươi muốn ở lại làng Layfield này bao lâu vậy? Tôi chưa biết nữa. Đừng lo Torrent. Khi còn ở đây thằng bé cũng sẽ đi làm việc chung với chúng tôi mà. Tốt. Chúc ngươi lại vui vẻ, Paul. Anh, sao anh dám lừa người triệu tập hả? Anh còn có thể làm gì được nữa? Rihanna đưa cậu ta về đây. Em muốn con mình bị trục xuất sao? Chúng ta không biết cậu ta từ đâu tới. Đó không phải là vấn đề. Cậu ta đã cứu con gái của chúng ta. Cho Paul ở lại đây đi nha mẹ. Làm ơn đi. Cho nó ngủ trong kho thóc đi. Vậy cũng được rồi. Còn đỡ hơn là cô ấy cho con ngủ chung với mấy con heo. Con đang mệt mà ba, cho con ngủ thêm chút đi. Paul là Rihanna đi. Vậy làm việc thôi. Mình chưa đủ tuổi để phải làm việc đâu. Bất cứ ai muốn ăn đều phải làm việc hết. Đó là luật. Rihanna, trời còn tối mà. Bạn dậy thay đồ và ăn sáng xong thì trời không còn tối nữa đâu. Cầm lấy đi. Gì nữa? Chắc là tôi phải kiếm cho bạn một bộ đồ tử tế mới được. Nè Alex, cảnh sát đã tìm được Paul chứ? Chưa, vẫn đang tìm. Mà bữa đó bạn làm gì với tụi con gái trong hang động vậy? Còn làm gì nữa? Không có gì đâu. Nè Lisa, chắc mình biết chuyện gì xảy ra với Paul rồi. Chuyện gì vậy? Mình nghĩ là bạn ấy bị hút vào một chiều không gian khác. Cái gì? Thì giống như ở vùng tam giác quỷ Bermuda đó. Tất cả các tàu thuyền đi vô đều bị mất tích hết. Như vùng tam giác quỷ Bermuda ở phía bên kia thế giới mà. Vậy nếu tồn tại một vùng không gian tương tự ở ngọn núi Lara thì sao? Đó là nguyên nhân xuất hiện của những đốm sáng kỳ lạ. Mình nên đi báo cảnh sát thôi. Mình không nghĩ đó là ý hay đâu. Tại sao không chứ? Họ sẽ nghĩ là bạn bị điên đó. Không lẽ bạn cũng nghĩ vậy? Có hả? Chúng ta đổi chỗ được không? Lưng của mình hết chịu nổi rồi. Không được đâu. Bạn kéo mình vô rắc rối này, bạn phải làm việc nặng mới được. Sao?
Anh đã làm phép thuật gì để giữ nước trong cái ống vậy? Không phải phép thuật, chỉ là áp suất không khí. Joanna, em đi lấy thêm nước đi. Phải cẩn thận để không ai nhìn thấy chúng ta. Riven tới rồi! Riven tới rồi! Xin chào! Xin chào người học viện! Cậu ấy qua dễ quá, Ron. Cậu ấy sẽ trở thành một nhà thông thái tốt cho coi. Hy vọng các nhà thông thái dạy cậu ta biết cách cư xử. Ron à! Chào chú Ron! Xin chào người học viện! Chào cha! Mừng con trở về con trai! Sao con lại tới đây? Asuka lo lắng về việc bọn người mang rợ ở khu vực này. Bà ta muốn con tới khảo sát tình hình. Tốt, cứ để người đó cho ta lo. Con cảm ơn cha. Chào John. Cô chị dễ thương của em đâu rồi? Em không cần phải sợ. Ta vẫn chưa là nhà thông thái mà. Muốn ăn bánh không? Nói cho ta biết chị của em đang ở đâu đi. Chị đang ở ngoài đồng. Tại sao các nhà thông thái không cho mọi người sáng chế ra cái mới? Ở thế giới của mình, tất cả công việc đồng áng đều được làm bằng máy móc. Máy móc là gì vậy? Đó là những công cụ tân tiến giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Trong thế giới của mình, mọi người không hề phải đi bộ. Chúng mình đi xe hơi. Đó là những cái ghế có bánh xe. Chỉ cần ngồi lên đó, nó sẽ đưa bạn đi tới bất cứ đâu. Cái ghế đó chở ta xuống thị trấn ven sông được không? Không, vì ở đây không hề có con đường nào. Nó giúp ta đi trên sông được không? Không. Vậy nó đưa ta băng qua những cánh đồng được không? Vậy thì nó sẽ phá hết tất cả lương thực. Nhưng mà cái ghế đó nó không được sử dụng ở thế giới này. Đồng ý, nhưng vấn đề chính là cứ nói rằng bạn muốn có một cái ghế, chiếc xe, để các nhà thông thái cho bạn có đó. Tức là các nhà thông thái đã sai khi không cho phép chúng ta có những gì mà chúng ta muốn sao? Những thứ mà chúng ta không hề đụng tới. Đúng là chuyện ngớ ngẩn. Các ngươi đang làm gì vậy? Gieo hạt giống theo cách mới là bị cấm mà. Người là ai? Đây là anh họ của tôi, Paul, thưa người học viện. Cậu từ đâu tới? Rihanna, em của cháu bị té xuống suối kìa. Cháu, đợi đã. Rihanna, không còn hơi thở nữa. Tôi rất tiếc, Ron. Khoan đã, có thể tôi sẽ làm con bé thở lại. Tránh xa cô tôi ra. Xin hãy nghe tôi, còn chần chờ gì khi cơ hội cứu sống con bé càng thấp đó. Mẹ à, nếu như Joe đã chết thì Paul cũng không thể làm hại em thêm được nữa đâu. Để cậu ta thử đi, Baron. Cậu không bị nghẹt rồi. Rihanna giúp tôi. Khi tôi nói bạn bóp mũi và thổi hơi vô bị thằng bé nha. Rồi làm đi. Thổi hai lần. Tiếp đi Rihanna. Xong rồi, tay nào có? Tay này. Em sai nữa rồi. Tới đây ăn với chúng tôi nè, Paul.
Ron, anh nên xếp một cái giường cho Paul ở trong này đi. Chỗ này ấm áp hơn là ở trong kho thóc nhiều đó. Chào Rin à. Mời anh ở lại ăn bữa trưa. Cảm ơn Mara, tôi chỉ muốn tới thăm John một chút. Em khỏe rồi, em mới chơi trò chơi với anh Beau đó. Ngươi làm cách nào mà cứu được thằng bé vậy? Là cha tôi đã dạy. Ông ấy là một nhà khoa học, là người chữa bệnh. Ngươi chưa nói ta biết ngươi từ đâu tới. Sydney. Ta đã bay khắp vùng này nhưng chưa từng nghe tới nó. Anh đã được lên tàu bay rồi sao? Đúng, ta đã bay tới tận cùng thế giới và thấy hết các cạnh của nó rồi. Cái gì chứ? Tới giờ trở lại làm việc rồi. Chúng tôi xin phép thưa người học việc. Riven nói xạo. Trái đất làm gì có cạnh chứ? Nó tròn như trái cam vậy. Và con người sống trên bề mặt của nó. Vậy con người sẽ rớt xuống ngọn lửa phía dưới mất. Bên dưới mặt đất không có lửa đâu. Hết một ngày thì mặt trời sẽ bị tắt. Và khi đêm xuống nó sẽ đi qua ngọn lửa dưới mặt đất để sáng. Thì nó lại có thể cháy một lần nữa. Rihanna, mặt trời không có chuyển động. Trái đất chuyển động vào ban đêm là khi nó quay lưng lại với mặt trời. Mặt trời không quay quanh trái đất, mà là trái đất quay quanh mặt trời. Là vậy, bạn là mặt trời còn tôi là trái đất. Tôi quay quanh bạn. Khi chuyển động tôi cũng tự xoay tròn. Đây là ngày, còn đây là đêm. Rồi ngày, trời đêm, bạn hình dung được chứ? Đó, trời sáng, trời tối, rồi lại sáng. Bọn chúng đang làm gì vậy? Bo đang dạy con bé điệu nhảy từ làng của cậu ấy. Tôi chưa bao giờ thấy điệu nhảy kỳ lạ như vậy. Bly! Có rất nhiều rầy trên lúa mì nè, nhìn đi! Nhìn đi! Như vậy rất là nguy hiểm, nó sẽ lây qua cánh đồng khác. Tôi phải đi báo cho người triệu tập gấp mới được. Rồi đêm, rồi tới ngày. Tốt nhất là nên trở lại làm việc đi. Bạn có thể tắm rửa sau khi xong việc đó. Nè, nghe được đó. Xuống đây đi. Nước mát quá. Ước gì Alex có thể nhìn thấy cảnh này. Alex là ai vậy? Là người bạn tốt nhất của mình đó. Tại bạn ấy mà mình bị kẹt ở đây nè. Nè Alex, bạn gái tới rồi kìa. Alex, nói chuyện với mình chút đi. Mình biết là hơi điên khùng, nhưng mà mình nghĩ là Paul bị kẹt ở chiều không gian khác. Chắc bạn cũng biết hiện tượng kỳ bí của vùng tam giác quỷ đúng không? Mình nghĩ là điều tương tự đã xảy ra với Paul đó. Đúng rồi đó. Bạn tin mình hả? Không, đúng là bạn nói chuyện điên khùng thiệt. Chắc chắn mình nói đúng mà, Alex. Thưa nhà thông thái, chúng tôi cần sự giúp đỡ. Nghe cái này đi Paul. Rầy đâu đang phá hoại bộ bàn của chúng tôi. Ra lệnh cho dân làng ở yên trong nhà tối nay. Chúng ta sẽ thực hiện một thần chú cực mạnh. Bạn đang mở chế độ radio. Tất cả hộp truyền tin đều là thiết bị bắt tín hiệu. Và tháp triệu tập chính là trạm thu phát sóng. Mình không hiểu gì hết. Tối nay chúng ta phải ra đồng để tận mắt chứng kiến thần chú phép thuật. Nhưng nếu bị bắt thì sẽ rắc rối đó. Không sao đâu mà. Ở đằng kia. Đây là thú trừ sâu. Qua đây đi. Họ đang xịt quá chất lên cánh đồng. Là một loại thuốc diệt rầy đó. Các nhà thông thái không hề có phép thuật. Họ sử dụng khoa học giống như ở thế giới của mình. Mà bọn họ ở đâu vậy? Họ sống trong một tòa lâu đài ở phía tây của khu rừng.
Nghe nói lâu đài cao tới nỗi họ có thể chạm tới mây được đó. Bạn từng tới đó chưa? Chưa. Đó là điều cấm kỵ mà. Nhưng Griffin nói đó là một nơi đẹp ngoài sức tưởng tượng luôn. Có lẽ các nhà thông thái biết cách giúp tôi được về nhà. Griffin, tôi hỏi anh một chuyện được chứ? Chức danh của ta là người học việc. Thôi được, người học việc. Tôi cần tới tòa lâu đài để nói chuyện với các nhà thông thái. Người điên hả? Đó là điều cấm kỵ. Tôi muốn nhờ các nhà thông thái giúp tôi về nhà. Có thể anh sẽ khó lòng mà tin được, vì chính tôi còn thấy khó hiểu đó mà. Nhưng mà tôi tới từ một thế giới khác. Rena, anh họ của cô đã sống xa mặt trời quá lâu rồi đó. Hãy đi tới kho thóc. Mở tay ra. Ai cho phép ngươi chạm tới người học việc? Mau tạ lỗi với ta. Tôi xin lỗi. Vẫn chưa được. Quỳ xuống đi. Cái gì? Mau quỳ gối xuống rồi tạ lỗi vì dám chạm vào ta. Đừng có giỡn kiểu đó chứ. Làm đi Paul. Chạm vào một người học việc là một điều cấm kỵ. Đó là luật. Thưa người học việc Griffin, tôi xin lỗi vì đã chạm vào anh. Rihanna, giữ thằng điên này bên cô cẩn thận đó. Nên biết ơn vì được ta tha thứ. Cảm ơn Paul. Cứ để xuống đó đi. Thôi bỏ đi. Cũng là một cách để làm cho Griffin tin rằng bạn... Chán thiệt. Hắn ta đúng là đồ ngốc mà. Nếu não anh ta có vấn đề, chắc hắn ta cũng làm nó đổ tung thôi. Bây giờ tôi chuẩn bị tháo băng ra nha. Ron, anh nên chuẩn bị sẽ đau đó. Cô cứ làm chuyện cần làm. Tôi không có sợ đau đâu. Cái gì vậy? Chúng tôi sử dụng chất đó để sát trùng. Tên nó là thuốc vàng. Ở chỗ tôi sống, tên đó là Lưu Huỳnh. Mình mới nghĩ ra trò này hay để hù Riven rồi. Chúng ta tới đây để làm gì? Nếu bị bắt gặp sẽ bị trừng phạt đó. Nếu thực sự mình đang ở một chiều không gian khác thì chắc chắn những thứ có trong thế giới của mình cũng sẽ có ở chỗ này. Đúng rồi, là muối nitrat. Bạn lấy thứ này để làm gì chứ? Mình sẽ dành tặng một bất ngờ riêng cho Riven. Chị Rihanna nói trong đây có người tí hon. Đừng có phá đồ đạc của Paul. Nhanh lên, đưa đây cho chị. Ra ngoài chơi đi. Paul, bạn đang tính làm gì vậy? Mình đang chế thuốc nổ. Bạn lấy cho mình ít than đi. Chế thuốc nổ làm gì chứ? Pháo hoa. Phép thuật hả? Không, là khoa học. Cô xin lỗi, Katrina. Không ngờ em yêu thích khoa học giả tưởng đó. Cô Gibson à, cô có tin vào sự tồn tại của một nơi khác không? Một thế giới mà chúng ta không biết tới. Thì là các hành tinh khác đó. Không, kiểu như là một chiều không gian khác. Một vài nhà vật lý lượng tử cũng đã khám phá ra được nhiều điều thú vị. Cũng có vài giả thuyết nói về sự tồn tại của thế giới song song và thế giới chúng ta. Cô có thể giảng thêm cho em được không? Cô nghĩ có 5 phút thôi. Cuốn này có rất nhiều giả thuyết thú vị. Nếu em có thắc mắc gì thì cứ tới hỏi cô. Nhưng chưa chắc cô biết trả lời đâu đó. Cảm ơn cô. Xong rồi, giờ đi tìm Riven thôi. Bọn mang rỡ tới rồi, chạy đi. Bọn mang rỡ, bọn chúng đang tấn công kìa.
Chạy đi Rihanna. Bọn chúng tôi đều cướp công việc của các nhà thông thái. Tránh xa chỗ đó đã. Không được đụng đến cha tôi. Cậu bé, làm tốt lắm. Mọi người nhìn thấy chứ, cháu trai của tôi đã đuổi cổ người ban rợ. Nó giỏi quá đúng không? Các người bị cấm sử dụng phép thuật mà. Không phải là phép thuật, đó là khoa học mà. Tôi đã nói là tôi từ thế giới khác tới đây. Tôi có thể chứng minh được. Cái gì nữa vậy? Cái gì vậy? Mọi người đừng sợ, đây chỉ là một cái máy chụp hình thôi. Mọi người có thể thấy thế giới của tôi ra sao. Sao không thấy cụ băng nữa? Cái hộp nhỏ màu đen đâu rồi? Đây là cái túi ta thấy trong lều Aska ở thị trấn ven sông. Thì ra ngươi là kẻ cướp hộp truyền tin của ta. Bắt lấy nó. Cha sẽ đi báo cáo với các nhà thông thái ngay bây giờ. Paul đã cứu cả làng mà. Rina đừng nói nữa. Anh không thể cư xử vô ơn như vậy. Luật là luật. Cậu ta từ thế giới khác mà. Rina im đi. Ta sẽ giữ nó. Nhốt nó lại. Mình tới cứu bạn nè. Đừng, dừng lại đi. Mình không cần ra ngoài đâu. Đây là kế hoạch của mình. Các nhà thông thái đang tới. Gặp họ là cơ hội tốt nhất của mình được trở về. Tới giờ rồi. Rihanna, nếu bạn thực sự muốn giúp mình thì đi tìm cuộn băng đi. Cái hộp màu đen đó, mình sẽ cho các nhà thông thái thấy thế giới của mình. Chắc chắn nó rớt trong kho thóc. Hãy đưa nó cho người triệu tập. Tôi rất cảm kích vì lòng hiếu khách của các vị. Có cái gì vui đâu mà ngươi cười? Ngươi đã vi phạm luật. Khi tôi cho các nhà thông thái biết tôi từ đâu tới thì chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cho dù ngươi từ đâu tới đi nữa, ngươi cũng sẽ bị trừng phạt. Sao? Ngươi sẽ bị đẩy tới vùng đất chết và đừng hòng được trở về.